Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình đến vườn của em Tính để quay chia sẻ và giao lưu anh chị một số cây mai gốc nhất. Thì đây em Tính làm rất là đạt. Diện tích thì hổm mình hỏi là như 10.000 mét vuông, còn làm một số vườn nữa anh chị. Thì em Tính có kênh YouTube để chia sẻ anh em về trồng những cái cây gốc nhất, chăm sóc rồi ha. Thì mình sẽ quay cho anh chị biết vườn. Thứ nhất là ngắm một số cây gốc nhất đẹp như thế nào, và cũng có giao lưu một số cây và cái cách làm mình quay tổng quan cái vườn để anh chị xem. Nếu mà thích thì điện em Tính giao lưu ha. Bên đó là một cái lô lớn anh chị, thì sẽ giao lưu với anh chị mình quay tổng quan một cái số cây ha, cách trồng như thế nào, được lượt cho anh chị xem cái cách làm những cái cây gốc nhất anh chị, và cái vườn chất lượng như thế nào. Thì ở đây là những cái cây này là về trồng chậu nè, lựa những cây vip, cây đế đẹp về nuôi chậu rồi mới xuống đất. Rồi trước tiên là mình qua cái khu lớn ha, gặp chủ vườn trước. Chào em Tính ha. Dạ chào quý khán giả đang xem kênh của Tú kênh Trần. Mai Vàng Tú Tần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mời anh Tú xuống quay vườn em, giới thiệu cho quý anh chị chia sẻ lô gốc nhất em trồng đất gồm có 7 mùa và 5 mùa và 4 mùa nha quý anh chị. Thì địa chỉ mình Ở địa chỉ của em là xã Nhận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại là 037 793 7272, cũng là số Zalo của em ha quý anh chị. lượt lượt mấy cái gốc này em trồng á. Dạ thì cái quá trình thì mình trồng mà lúc nhỏ là em làm kiểu này là gắn là ngủ đông nha quý anh chị. Gắn Thì ngủ đông. em có làm ở trên kênh của em chia sẻ cho quý anh chị những mẫu như vậy ha. Thì kênh của em là Mai Vàng Tính Nguyễn ha. Mai vàng Tính Nguyễn. Dạ kênh em là Mai Vàng Tính Nguyễn, cái lượt đăng ký là 4.471 người đăng ký nha quý anh chị. Thì kênh em chia sẻ cho quý anh chị phân thuốc và sử dụng bên cây mai gốc nhớt ha. Bên em làm là chuyên mai gốc nhớt quấn rễ. Rồi, anh chị nhớ vào kênh của em Tính để ủng hộ cũng như mình học hỏi kinh nghiệm anh chị ha. Đây quay lượt lượt mấy cây này. Dạ Cái đó mẫu để tái tái bí giữa nè quý anh chị. cái này gì quá trời em. Ủa, bệ cái nguyên cái bệ khủng Cái đo ở quanh bệ cho quý anh chị xem tham khảo luôn. Hôm đó làm đo là quanh cũ này là 90, cây này phải hai người hỗ rồi dạ thì nó không phỏng là 990 đúng không quý anh chị, tại vì nó bự quá quá quay, tại vì trời này, khi mà nó lớn lên nó đặt nó dạ như cái bạt mà nó xoáy xoáy này. mấy cái cuộn này nó sẽ lớn lên nó sẽ khối lại ha, mấy cái nứt nứt nặng 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 nặng. Cái này cái rễ đó chắc dữ lắm mới quay Dạ quấn được cái này vườn. là 4 rễ mới làm được cây như vậy là anh Túc, 4 rễ là bắt đầu ở trên đây là 4 rễ mới quấn, như cây đây là 1 rễ 1 ha, đây rễ 2, rễ 3, rồi bắt đầu đây đi bệnh dòng dưới là 4 rễ ha. Vậy mới có được nó dữ Dạ vậy đây. này cũng vậy Mấy củ này quá trời, không củ nào khối này cũng hai ba này, lớp bí nữa nè. này bí này bí 2 tầng, gọi là bí 2 tầng quý anh chị. Thì ở trên đây 1 lớp ha, ở trên đây 1 lớp, rồi dưới đây em làm thêm 1 lớp nữa, cái này là 2 rễ mới quấn được như vậy ha. Quá trời. Cái vườn này anh chị tới ha, tham quan cách làm của em Tính ha. Một ông bạn Này kêu một nùi đế. ông một khối đấy một bệnh luôn, Cái này khi mà lật đặt đó lại cứ nhắc đo luôn. một một cái gan của anh đo ngoan gan ngang qua. Wow, mấy cái này mà lớn lớn như mấy cây kia. Cái Còn rất mẫu ở là đây em nhiều. có làm mẫu mới nữa là làm mẫu bệ tên đây dưới sắp đến nhôm ha. Này siêu bông ha. Dạ này là siêu bông Sài Gòn, cái này em làm cái mẫu tên đây, rồi dưới đây em sắp nguyên bộ đế đôm ha, đế nhôm ôm hết nguyên bầu mà tại vợ còn nhỏ mình chưa khai thác đế ra ha. Cái này nó đế đẹp, Đó, sắp nôm hết luôn vòng tròn nguyên cái cục đất luôn. nó quái mà nó ở Dạ dưới đế đẹp nữa, rất là nhiều. Dạ anh chị mình quay tới đâu mình quay chia sẻ anh chị đó tới đó ha. Bây giờ vô cái lô lớn mình quay lượt rồi lượt vô mấy cái cây lô lớn, lô này là 7 mùa quý anh bảy mùa, lượt chị, lượt về cây mình quay lấy lại em đo lượt lượt một vài cây cho quý anh chị xem tham khảo đi.
chứ này mà quay hết luôn quay không. Út nhớt nó lùng anh chị. Dạ. Vô quay phải bò. Nó hoành cũ 48 ha. 48 cái mình nó nằm anh chị nha. Dạ. Em đo đem qua anh chị. Rồi cứ báo thông số đại. Cái dạ cái hoành thân là 19. Ừ, 19. Nhìn thú nằm ngóc cổ lên chị. Dạ. Đo cái bề bề chạc của cái nguyên thú nó dài 19 ha. Chiều dài từ ức tới đuôi là 19. Chiều cao. Chiều cao là nó 139 là tính cho 1 mét, tính 1 mét 3 thôi. 1 mét 3. À. Cái tấn tấn ngang nó cũng 1 mét 3 mấy chị. Này nó tới 1 mét 4 là tính 1 mét 3 thôi. Ừ. Vị này chưa bấm anh chị. Mình thích gọng để gọng, còn muốn bấm đặt thì nó rất là đặt ở trong rồi. Dạ. Anh vô đo không số một, thêm một cây nữa. Ừ, rồi đi. Ồ, cây này hơi cũ cái hình này chứ. Cũ dữ ạ. Chữ A ha. Mình cũng 44. 44. Cũ này quá đẹp. Cái cốt ghép là 18. Đo cái độ chạc của cái cũ này luôn. Tính từ mặt đất mà lên tới ngay chỗ cổ ghép là 12 quý anh chị. Ở dưới đây còn khai thác đế nha. Em chưa có khai thác đế thì quý anh chị mình có giao lưu mà về mà mình trồng sân vườn của mình á, mình sẽ khai thác đế ha. Ừ. Thì hiện tại bên vườn em mà em chưa khai thác, anh Tú thấy nguyên bộ đế còn ha, dưới đây còn nữa, một đồi đế dưới đây còn ha. Ừ. Em chưa khai thác đế. Tại vì mình để cho quý anh chị mà mua về về mình có trồng sân vườn ha, hoặc là mua đi kinh doanh bán lại thì mình sẽ khai thác đế, mình sẽ lên chậu ha. Mình lực lượt về cây nữa. Dạ. Lấy cây về cây trung trung rồi qua đây mình lấy một cây trung bên đây nữa. Cái lô này mình cái lô này tổng hết là nó 88 cây đó quý anh chị. Ừ. Thì quý anh chị lấy hết lô luôn thì em để cái giá sỉ cho quý anh chị về mình có kinh doanh bán lại không, mình trồng sân vườn ha. Thì quý anh chị có gì cần mình liên hệ qua số điện thoại của em ha. Tại đây trong đây là em chia ra nó nhiều cỡ lắm, thì có gì quý anh chị điện thoại qua số điện thoại của em sẽ báo giá cho quý anh chị. Không phải là không báo giá, này là báo giá cao nha. Thì quý anh chị tại vì em like đây làm nó nhiều cỡ rồi, cho nên quý anh chị điện qua hỏi cái lô nào em sẽ báo giá từ lô ha. Còn lấy thêm thông số một cây này nữa. Cây hoành cũ 42. 42 cũ. Cũng ghép 22. Đó chỉ cạnh cái. Chỉ cạnh 11. Lô này về trồng chơi sắp lại có hàng lối ở rực rỡ luôn. Đây bích chịch vô không được luôn chị. Bên đây có mấy cây quay cho quý anh chị xem cái mặt bông gió, cái mình đi xuống lô trên tóc. Cái này ví dụ như anh em mua một chục cây mình có bán lẻ không? Dạ có, bên em có bán lẻ hết luôn ha. Ừ. Bán lẻ bán sỉ cũng đó. Đây là cái mặt hoa dạo Thủ Đức. Dạ. Lấp đế không thấy cây này có lấp đế rồi, cái đế dưới đây mà từ cái đất nó lấp. Ừ. Như có mấy cây kia nổi lên, mấy cây mà sao nổi. Ừ, nhiều dạng ha. Đây dạ. Nhiều dạng trực. cây này em đúng đầu cũng lấp nè. Đi xích qua đây cái anh Tú ơi. Thú 47. 47. Cái mình cũ chồm tới anh chị ha. Cốt ghép 18. 18. Này ví dụ như lựa là vô lựa em bán từng hàng hay là thích cái nào chục cây là em vẫn cho lựa. Cái này em bán xô heo một hàng vậy theo cho hàng nó dễ. Ừ. Dạ. Để... bán theo ví dụ như quý anh chị lấy 10 cây lấy xô nguyên một hàng thì em để giá là nguyên một hàng. Ừ. Còn nếu mà giá lựa có một hai cây thì giá nó hơi trội hơn chút, vậy hơi cũng hơi khó cho chủ vườn. Ừ. Nhưng mà thì... nếu mà anh em thích những cái cây đẹp lựa một hồi cây giá chịu chấp nhận cao mình bán đâu. Dạ vẫn vẫn bán, với ví dụ như quý anh chị mà thích mà một hai cây mà cái giá mà cái cũ mà nó đẹp nhất thì cái giá nó hơi cao một chút, thì quý anh chị cần thì em cũng giao lưu luôn ha. À. Một hai cây mà cái giá thì nó hơi khác hơn cái giá lô. Ừ, vậy thì vậy. Anh dạ. Em thích, có khi dạ. Anh em thích một cặp như hay cái gì cũ vậy, thích một cặp mà cái cũ này
Thì này anh chị qua số Zalo của em Tính ha, cần gửi hình chi tiết này mình quay lượt lượt chứ quá nhiều mình Dạ. không quay từng cây được cho anh chị coi. Thấy cái trồng mấy cây nhỏ này thấy quá trời bồ đề. Bộ đá này khói nè, khói. Quá trời đặt cứng luôn. Như vậy anh chị thấy còn nhỏ vậy mà cái tay mình để nè, cao 1m72 thì anh chị biết cái tay dài ha, bự nè. Đo cái đường kính ngang 22 đó quý anh chị. Từ bên đây qua đây cái bề ngang là 22 ha. Đó cái đó 22. Còn cái khu này hôm rồi mình có giao lưu con tính ba mấy cây anh chị, chưa được 1 năm mà em tính trồng lại Dạ, nay trồng lại thì cái mẫu sau này em trồng em sẽ thay đổi cái mẫu khác nha. Nhưng mà lúc tốt thì anh Tú có mà mấy cái mẫu mà kiểu mà hình ông địa sẵn lên nè quý anh chị. Thì mẫu này giờ đa số là em trồng mẫu này không ha. nè. À, bên đây nó như vậy. Em trồng những cái mẫu sẵn Cái này kiểu là trên trên chậu mình xuống hay là mình bứng cái về? này em trồng ở bên cái vườn ở bên kia một lô là em trồng mới có được có 2 năm, chậu 2 đem xuống 2 năm rồi mới trồng xong bên đó 2 năm rồi mới xách qua đây là em mới đặt xuống Chị thấy bứng bứng cục đất nè. Tại vì của em là diện tích em chia ra 2 lô quý anh chị, thì bên đây nó diện tích nó hẹp quá không đủ em chia ra 1 lô bên kia nữa. trồng rất là nhỏ gọn khô ráo, chị thấy mới có mấy tháng à mà này tàn cứng rất là mạnh luôn, phát triển Dạ. rồi. Và cái lô bên kia rồi, ra phía phía sau anh chị thì cái lô này nhỏ nè, mà mình thấy cái dàn củ cũng nằm, nói chung là ở đây rất là nhiều dạng luôn á. Anh chị nào thích cái dạng gốc nhất thì tới đây giao lưu học hỏi và tìm có mối ha, thì mua về làm bán cũng được. Ở đây thì mình thấy cái tàn còn nhỏ nhưng mà cái củ đế nè. Cái gì diện tích mình đây là nhiêu mét Dạ, vuông diện tính? tích đây là 1 mẫu. Một mẫu trồng mai gốc nhất hết anh chị. Tới lô này hả? Dạ. Đây là cái lô nhỏ hơn cái lô nãy. Dạ. Lô này mấy mùa em? Dạ, cái lô này 5 mùa. Là tính từ hồi cái chậu 2 nha quý anh chị. Em trồng đất này là 5 mùa. Trồng xuống 5 năm, Dạ, trồng còn xuống trên 5 năm. chậu là Còn nó ở trong cũng cái chậu 2 là em nuôi 2 năm nữa là ra 7 năm ha. Em phân tích vậy cho quý anh chị xem. cái này mình thú thú không? Dạ. Xuống đây mình đo cái thông số 1 2 cây cho quý anh chị xem tham khảo luôn. Này chị chơi một cặp cũng được, cái này mình cũng bán như lô kia hả, lựa Dạ, cũng cũng cái được. này thì em bán cũng 1 lô như lấy lẻ từ chục cây 20 cây em vẫn bán bình thường nha quý anh chị. Thì Vậy bên em thì bao bứng bao vận chuyển ra bến xe tải ha. à, Bao bứng rồi vận chuyển ra bến xe tải cho quý chị luôn. Mình đo cái thông số đầy bứng cũng ha. cực anh chị, hôm Dạ. rồi là đi ghe ra rất là đuối cho nên bao bứng tới xe là cũng là công phu đó. Hoành cổ 43. Thì quý anh chị mà có kinh doanh mà mua đi bán lại ha thì liên hệ qua số điện thoại của em ha. Hoành thân 20. Chỉ cần khỏi đo này. Thì cái cây này nó tán ngang nó qua là 1,2 m đó quý anh chị. Cây rất là xanh tốt anh chị ha. Dạ. Này tùy khoảng dao động từ 1 mét tới 1,2 m, Dạ. hơn 1,2 m nữa, nhưng mà cái tược có khi để hơi dài anh chị bấm bấm lại tầm mét tới 1,2 m, nhìn thấy mê quá. Hiện tại thì Cái đang này em đo là em lấy là ngẫu nhiên 1 2 cây em quý anh chị chứ không phải mà đo mình lựa hết. bài này thấy Đây nằm đây vô nằm giống đây em nhau đo hết. ở đây có cây này hết biết cái cũ này là Nhìn lấy ngẫu nhiên đo chứ không phải lựa, tại vì cái nguyên cái lô này cái bờ này là trồng là 200 gốc ha. 200 gốc thì lúc nhỏ em có trồng em sẽ chọn lọc từ hồi lúc nhỏ rồi em trồng
Nói chung là cây nào cũng đế nó cũng na ná vậy. Cây này hoành củ 43 thì gốc nhớt mình nuôi lâu ngày thì nó được, nó khói bộ củ á quý anh chị, hoành thân 10-15. Cái này nếu mà anh em thích dạng bí bệ gì ha thì nhờ em tính chụp hình gửi cái mẫu ha. Dạ. Đó, anh em thích dạng nào á? Ở đây nói chung là nó lọt vô đa dạng luôn rồi, thích dạng nào thì Này chủ trong vườn lô đáp này em ứng thôi. trồng lộn xộn gắn có rồi bí bệ. Đây các thùng mê anh chị đứng xa xa nhìn củ nó nằm có cục. Hiện tại đang làm cái lộ để vô 2 mét mấy, là bao lâu là dự kiến rồi tính? Là cái đường đó là dự kiến là khoảng một tháng mấy là gọn hoàn thành ở một cái khối trên, Đây tới Tết là tới đây không? là tới Tết là tới, tại hiện tại là bây giờ ví dụ như cây lớn này là bứng là phải là bao vận chuyển ra ngay bến xe tải ha. Ở đây em tính chuyên gốc nhớt ghép dạo Thủ Đức. Anh chị thấy cái mặt hoa dạo Thủ Đức, những cái bông hoa gió nè anh chị, cái màu vàng đậm và cái cánh hoa lớn rất là đẹp anh chị ha. Đo thông số cho một hai cây cho quý anh chị nắm cái nó rõ cái bộ đế luôn ha. Đo cái thông số về cho quý anh chị mình nắm rõ luôn. Cái này đó chịu quấn gì em? Cái cây này nó quấn là hình chữ dách Chữ Z hả? ha. Dạ. Mình cũng 46 quấn hình chữ dách đang về đâu là giờ nó lớn nó khói thôi. Anh chị vào trên em tính anh chị sẽ biết được cái cách quấn của anh em và cái tên gọi của từng cái mẫu á. Dạ Cái này dạng em tính nắm rõ hơn. à, anh đỡ mình giùm em này. Nó quấn thành chữ dách hả quý anh chị, nó giờ khói ha, cây này nó có hiện tượng nó giấu lên nó sù á, mình cũng 40 quỳnh thân 14, mình đo vậy cho quý anh chị nắm rõ luôn cái hình thức của cái cây ha. Và xuống đây đo cho quý anh chị xem một vài cây nữa. Không, quỳnh cũ anh đo là cái mẫu này là con rắn anh quý anh chị Gắn 50 ha. 50 là mình dài anh chị, Dạ 50. quỳnh thân 17, đo cái chạc của con rắn nó dài cho quý anh chị hình dung 19 ha. Đây có những cây nó lớn anh chị, thấy cây này cũ. Có cây những quái. Cây này vừa đó quấn sao? Cái cây này là Quấn quấn hình chữ dách mà lý do là hồi đó là em trồng hồi nhỏ cái bị gió nó ngã đứng lên luôn rồi em, cho nên là em để luôn ha, là để luôn mà bây giờ lên nó vô tình nó ra được một cây quái nha quý anh chị, mà đứng lại là vẫn đứng lên luôn à, vậy là ha. tức là hồi đó mình Đúng này lại nằm rồi, xuống đất nó nằm ở đây rồi cái gió nó bị bật lên ham, lúc nó trồng không có cắm cây á rồi gió nó bật lên giờ nó đứng luôn, thành cây quái. để đo thử cái độ đứng từ mặt đất mà lên tới ngay cái chỗ cỏ ghép là nó là 22 quý anh chị, đo ngay cái cục tròn của nó nè 31, cái hoành thân nó bó lại ha, cây này hoành thân nó còn 14 à, cây này sau này nếu mà chắc chơi hành chấm bài luôn, nó lên cái củ có chút gì nữa cắt ngay đây chỗ nhánh này chỉnh chỉnh cành bài luôn. Em nào thích cái dạng chơi Cây quái ha. bonsai nhỏ quá. Rồi qua một cái lô này nữa là cái lô bốn mùa nè quý anh chị. Còn quay tổng cho quý anh chị qua lấy thông số chỉ hai cây thôi. Dạ, cái này quấn khác, này quấn gồm có lò xo rồi bệ bính rồi chữ dách rồi hình sắn ốc lộn xộn. Giờ mình lấy một ngẫu nhiên một hai cây nha. Như như vậy là gọi là sắn ốc nè quý anh chị. Cây cây lấy vậy là kiểu là hình sắn ốc ha, kiểu mà sắn ốc mà quấn sắn lên vậy nè quý vị. Chỉ là màu xanh hết anh chị.
Dạ, đây là chiếc dách này nó khói lên quý anh chị. À, chiếc dách nè, làm vậy nó dày nó sẽ kéo xuống ha. Chiếc dách khác rồi thành con rắn khác nè. Đem đò cái chữ dách nè. Hoành cổ 38. Hoành thân 12. 12. Chung là cái vườn này về đây là đã lượt từ cái gốc nhỏ mua đã lựa những cây đẹp trong cái lô người ta làm ở đây về đây trồng từ dầu rồi lượt lại rồi mới xuống đất cho nên rồi mình vô mình đo thông số hai cây nữa đi. Cây này lúc hồi là hồi nhỏ là em đã trồng là em sẽ lựa rồi nha quý chị, thì hoành cũ 37 thì cho nên là sao mà hỏi cây nào nó cũng cái củ đế nó ngang ngang giống nhau ha, thì hoành thân nó 15. Bên đây một cây nữa, cây này cái mẫu này mẫu bính luôn quý chị, nó có mẫu mẫu bính ha, cây này mẫu bính hoành cũ 38, hoành thân 14. Đó, cái bính em làm ha, thì trong quá trình em quay nó tại vì cái đoạn video em chia ra nhiều kích cỡ quý anh chị, thì lô 7 mùa và lô 5 mùa, lô 4 mùa ha, thì quý anh chị cần cái lô nào thì quý anh chị sẽ điện thoại qua bên em sẽ báo giá từ lô cho quý anh chị ha, chứ mà mình giờ nói nó hơi bị gói, thì quý anh chị cần cái lô 4 mùa ha, hoặc lô 5 mùa, lô 7 mùa ha, thì em sẽ báo giá cho quý anh chị mua đi bán lại hoặc là mình kinh doanh săn lợi sân vườn ha. Ở đây thì em làm ở vườn đây thì em bán giá nó cũng mềm quý chị, không qua trung gian lái ha. Đây quý anh chị vô vườn của em thì bên em là bán là gồm có là bao bứng vận chuyển ra bến xe tải cho quý anh chị ha. Cho quý anh chị. Rồi, theo cái lô bên đây là dạ có cái lô đây là ba mùa quý anh chị, từ ở chậu 2 em đem xuống đất em trồng là nay được ba mùa ha. Vô đo thông số cho quý anh chị xem tham khảo ha, là cái chậu 2, chậu 2 tấc đó quý anh chị, chút nữa em sẽ lên em sẽ hình dung cho quý anh chị là chậu 2 tấc ha, em trồng đây là được 3 năm ha. Đây là bí bí nằm trong hả? Bí nằm trong á, có người kêu bí nằm trong, có người kêu bí nằm giữa ha. Hoành cũng 36. Hoành thân 12. Cái cây này nó tán ngang là nó dao động 86, 88, 90, 90, nó tán ngang 90, cao 90. Cái này, cái lô này nó nhiều dạng ha. Dạ, lô nhiều dạng, quá như cây này là nó thành con rắn ha. Này là đó quấn rắn hả? Dạ, cái lô này là quấn là rắn, bí, rồi bệ. Lò xo nó lộn xộn luôn quý anh chị. Lô này là hàng sưu tầm đấy, hàng này hàng quái ha. Đa dạng ha. Đa dạng. Nhìn đây dưới cái này hình con rắn quái ha. Dạ. Mấy củ này mà cắt rút gọn lại bonsai ha. Đo thông số thử. Phú Tân hả? Dạ. Có cây này có lạc, có cây Phú Tân. Cây này đó mua để dành em lấy bò ha. Hoành cũ 38. Cây này đó nghe nói giống Phú Tân, nói chung nó nở nó bông nó gọn. Thì hoành cũ hoành thân nó chín. Tại vì Phú Tân thì nữa mình chơi Tết thì nó bông nó ra rất là chuẩn quý anh chị. Lại có cây này mua lấy bò thử. Phú Tân này mua lấy bò làm lựa nha. Lựa thấy bông nó đạt chuẩn rồi mới đem về. Đây gắn 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 sắp đế nè. Bên đây nó nằm khơi lên đây là dưới đây sắp nguyên cái dàn chà đế nằm đế chân ha. Đó, cái đế con gắn này là gắn sắp đế nha. Sắp nguyên cái nồi đế ra nó một bọt ha, gắn này gắn sắp đế mình cũng gì 41 và thân 11. Quấn cũ nó nở cũ rất là đẹp anh chị, cây nhỏ dạ. Cây cũ nó nở nè. Dạ, cái này là mẫu bệ nè quý anh chị, bệ lật lượng ha. Rồi thực lực cái lâu này khá là nhiều anh chị. Dạ, cái lô này tổng cái lô này là gồm có là 250 cây quý anh chị. Thì quý anh chị mà có kinh doanh mua đi bán lại thì liên hệ qua số điện thoại của em ha, hoặc là trồng sân vườn.
Mày mình lấy lượt lượt cho quý anh chị xem tham khảo chứ mình không phải quay từ cây được, tại vì cái số lượng quay 1-2 cây. Cái kiểu này cũng hàng quái. Cũng quái. Thấy cái thu này là bí nhiều ha. À, bí. Bí đẹp, bí gắn. Bí gắn. Cái bể. Bể. Bể nó khói rồi ha. Đây nếu mà anh chị có chơi mà nếu mà chơi rắn đổ thì qua cái mẫu mấy mẫu này. Cái này mẫu này mới nó lạ ha, đổ ha. Nè có cái chì cành hồi đó làm đó có chỉnh sửa có cái ý mà sau này mình trồng dài ha. Cái này chỉnh ra đổ. Cái cũ. Rồi cây đó cây quái đổ. Đa dạng. Đúng rồi hết. Đây là cái lúc mà về trồng chậu anh chị, đây là cái bí đó. Dạ, cái lúc mà thần chậu mình đem xuống đất mình trồng ha, chỗ này ha. Là bắt đầu mình trồng xuống ha. Dạ, như cái mô này em có làm cái mô sẵn này ha. Là như ví dụ cái mô em sẽ làm cái mô dày rồi xong rồi em sẽ tháo cái chậu này ra, em sẽ xịt nước bớt một phần đây rồi em mới trồng em quý vị. Đó, cây em trồng vậy ha. Từ hồi lúc nhỏ em trồng vậy á. Những cây trấu xe dừa là dạ. Mình sẽ xịt bớt cái dạ. Chất trồng. Em xịt bớt chất trồng giống như kênh của anh Tú thôi, em sẽ xịt bớt chất trồng ha. Cây này là nó cái củ đế nó tròn vậy ha. Ở đây mình trồng là đất không ha? Dạ, cái này là đất thịt 100% không có cần pha trộn gì hết, em trồng đất thịt ha. Ừ. Thì đất thì nó xuống dưới thì cây nó hấp thu nó ăn được thì nó sẽ tốt hơn bình thường. Đó nhưng mà cái lô đó quay tổng cho quý anh chị xem ha. Đó là trồng cái trồng đất đó quý anh chị. Đây có mấy cây cái dạng lớn anh chị, củ rất là đẹp nha. Cây này cây để sưu tầm á. Dạ, mấy hàng hàng sưu tầm hả quý anh chị? Em ra thử được được mình cũ 50 mình à. Nằm anh chị nha, mình nằm 50 Quỳnh Thân 24 là cái bò ghép 24 là lớn lắm rồi anh chị nha, thì ghép cái thường thường cái trên cái mắt bò nó chậm lớn đấy. Cái này kiểu là hình chữ Z mà em dựng đứng á quý anh chị. Hồi đó nó nằm ha, mà như hồi nãy có cây kia là chữ Z là hình đó là nó nằm ha, mà những cái cây này là em bật lại nha. Em trồng em xịt nước em sẽ bật dựng đứng thử một cây làm ngẫu nhiên thôi. Mà làm như vậy nó vô tình nó ra cây quái nữa ha. Ừ. Nó bật đứng luôn. Rất là vững anh chị. Dạ. Ấy nó cứ ngắt luôn rồi, cũng nó không quên đứng nó bật luôn ha. Cây này tại hồi đó làm thử mà không có biết rồi làm thử bật khẩn cây mà nó giờ nó ra nó vô tình nó ra thành con quái. Lượt mấy cây này luôn em, mấy cây này em thấy cũ quá đẹp. Cái lô này nãy em nói là có 10 cây vậy hả? Dạ, cái lô này cây lớn này là 6 cây lớn ha. 6 cây lớn. Dạ. Cái này mình lượt lượt cho anh chị xem ha, cái thích cái mẫu lớn cũ này thì liên hệ Zalo với em Tính ha. Đây là có thì trong cái lô cái này lô nó gồm có 6 cây lớn luôn quý anh chị. Em này tráng sưu tầm á. Sưu tầm ha. Đoàn cây này nữa đi. Củ rất là lớn. 52. Đo theo cái mình chéo 52. Cái lô này anh chị thích thì liên hệ Zalo ha, vì gì mình quay vừa dạ. Chia sẻ anh chị mà vừa giao lưu nữa. Dạ, tại lô này vừa chia sẻ mà vừa giao lưu, tại vì cái lô này quý anh chị tổng lô đó còn có 6 cây ha. Ừ, nếu mà quay chi tiết nó dài quá. Dạ. Anh chị thích cái lô lớn đó thì liên hệ em Tính sẽ làm việc với anh chị bên Zalo, sẽ làm rõ ràng cây từng cây. Như mấy mẫu này cây. Sau này em sẽ tổng nâng cấp nè. Có nãy có nói luôn là quý anh chị là những cái máy mẫu này ha là em sẽ làm nâng cấp cái vườn em ha, rồi sau này kêu máy mẫu này là cái tái bí 2 tuần ha quý anh chị. Kênh của em là em lấy thêm một cây nữa anh Tú đọc lại kênh của em nên em kênh của em là Mai Vàng Tính Nguyễn ha. Mai Vàng Tính Nguyễn. Dạ đây là hình của em luôn ha, thì sẵn là chia sẻ luôn cho quý anh chị, bên em là em làm là chuyên mấy cái dòng bonsai mà để bàn hàng cao cấp ha. Quá trời. Có cái cây hôm đó có cái kênh kia mà cái kênh mà nó viết tắt là trong đó em không có nói kênh nha, để UT hắn cái
cái lượt đăng ký có hàng máy mà lấy cây của em mà chụp hình trong cây của em ha. Cây cây này nè. Thì để hình đại diện ha. Thì cây này là chính là cây của em luôn quý anh chị. Thì quý anh chị để bảo đảm là cái quyền lợi cho cái người chơi, là ví dụ như cây này là chỉ có độc quyền bên em có ha. Là ví dụ như mấy cái kênh đó nó sẽ chụp hình rồi nó để hình đó, ví dụ như quý anh chị là để tránh tình trạng là bị lừa đảo quý anh chị. Cây này nè. Anh đang cầm tay ha. Hiện nay nay là có chủ kênh trên đây ha, sẵn em chia sẻ luôn. Thì em tắt em không nói kênh nha, lại vậy á. Cái lô này là giống giống vậy hết ha em. Dạ, cái lô này là giống giống vậy. Thì cái lô này em cũng chia sẻ thêm là cái lô này em chưa giao lưu nha quý anh chị. Cái lô này hàng này là mới làm sau này. Thì nó tổng nguyên lô đó. Có mấy cái bị khủng ha. Bên đây nó cũng giống vậy anh. Dạ, chị, nhưng giống. Mà nó nhỏ hơn thôi. Quấn cái bên kia nâng cấp. Dạ, làm nâng cấp. Bên đây cái lô này quái anh chị. Quái nha, để nôm này ghép bình lợi hết em. Dạ, cái này siêu bông bình lợi. Nó làm nó quái vậy quý anh chị. Mà mình lấy ngẫu nhiên ha, một cây ha. Này siêu tầm chơi, trồng lạ lạ chơi trong. Dạ. Này nhóm nhóm lên. Nhóm lên mà cây phát triển rất là mạnh anh chị nha. Thì chứng tỏ là bộ rễ nó đã bấu xuống dưới. Ở trên nó chịu được nắng rồi. Nó mạnh rồi. Rồi qua bên kia cái lô rồng, mình quay những cây sữa rồng. Đây, cái lô mẫu cây rồng không quý chị. Đo cái đường kính dài của con rồng ha. 49 ha, số rất đẹp ha, số 49. 49. Thì rồng em làm lất lượng vậy nè quý chị. Thì cái lô này là nó tổng một lô này nó khoảng chừng em trồng diện tích này là 300 cây. Thì trong cái lô này em trồng cái lô này khoảng chừng 60 cây quý chị. Thì mẫu rồng vậy ha. Quý anh chị có cần thì liên hệ qua số điện thoại của em ha. Nằm dài dài luôn. Dạ, cũng gồng nằm dài ha. Này đo là có chút kênh đây ha. Đo là từ cái mí đuôi mà tới ngay cái chỗ mí của cái thân đó là ra là 35 quý anh chị. Cây này có sữa đế ha. Cây này em có bấu vàng chân ha. Gồng nó có móng ha. Sữa móng luôn. Dạ, nó có móng nè quý anh chị. Đây ngồi nhìn dài dài đắng nó nằm. Bò bò anh chị, nhìn thấy rất là mê. Ồn, dài ha. Thì cái dưới đây làm có sữa đế lúc nhỏ ha. Hiện giờ là quay làm không có mồi đế lên ha. Thì cái nào nó cũng giống giống vậy. Nằm dài dài, dạ. Gần đây. Cái lưng kìa. Đây nằm dài dài ha. Quay là phải là mọp không không quý anh chị. Nó hơi khó lắm anh bò. Vậy là hôm nay anh biết sao anh đau lưng rồi đó. Dạ. Anh mấy. Rất là nhiều anh chị ha, rồi hiện tại là bán xong là trồng tiếp. Dạ, cái lô này em đang chuẩn bị dung mô lên chuẩn bị trồng ha. Cái này quý anh chị vô xem kênh của em thì đăng ký kênh để em chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi cây mai gốc nhớt nha quý anh chị. Dạ, cuối đoạn video em cảm ơn quý anh chị đã bỏ thời gian ra theo dõi kênh của em ha. Thì trong quá trình quay clip ha, quý anh chị xem hết clip thì coi ủng hộ vườn bên em ha. Thì cảm ơn quý anh chị đã rất nhiều. Rồi. Thì anh chị nếu mà thích dạng gốc nhớt quái đa dạng ha, thì vào kênh Tính Nguyễn, Mai Vàng Tính Nguyễn, thì anh chị học hỏi thêm cái cách em trồng đất rồi chia sẻ lựa cây như thế nào. Rồi hôm nay thì mình quay giao lưu chị một số cây và chia sẻ cái vườn để anh chị biết, và biết thêm cái cách làm cũng như biết cái kênh để anh chị chuyên về gốc nhớt á, anh chị sẽ tìm được cái cách hướng dẫn của anh em tỉ mỉ hơn. Rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.